Em xin kính chào toàn thể cô bác và anh chị. Em xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Anh Em Bán Ô Tô của em. Lời đầu video cho em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể cô bác và anh chị đã trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng với kênh của em nhé. Em xin chúc cho cô bác và anh chị cùng gia đình có thật nhiều là sức khỏe. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho cô bác anh chị tham khảo một mẫu xe mang khuôn khúc hạng C thuộc thương hiệu của Toyota Nhật Bản mọi người nhé. Rất là bền bỉ, nội đồng cuối đá, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Đó là chiếc Toyota Corolla Altis. Xe là được sản xuất năm 2006. Động cơ máy là 1.8 phiên bản số sàn, bản đủ mọi người nhé. Tổng thành xe là màu bạc này, nhìn còn rất là đẹp mọi người nhé. Mang biển kiểm soát là 29Y8573. Sơn xi vẫn còn căng đét luôn này, còn căng bóng luôn nhé. Trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc, phanh ABS 4 bánh, đi lại cực kỳ an toàn. Các đèn pha, đèn hậu còn tương đối là sáng mọi người này. Trang bị theo xe là 4 mắt cảm biến lùi, rất là an toàn mọi người nhé. Đèn hậu còn rất là sáng mọi người này. Em này là bác chủ ở gần nhà em, nên là xe này em cam kết là xe tư nhân sử dụng nhé, không taxi, dịch vụ, khoan đục gì cả, nên là cô bác anh chị cứ yên tâm nhé. Máy móc thì còn cực kỳ chất. Bác chủ yếu là đi phủ bạt là chính thôi, nên là bác đi cực kỳ là ít nhé. Biển Hà Nội thì mọi người lấy xe về là chỉ đi thôi, không phải làm bất cứ việc gì cả. Biển Hà Nội thành phố này thì đi lại rất là thuận tiện. Nội thất của xe đây, màu kem nhìn rất là đẹp mọi người này. Ghế da đây còn nguyên bản theo xe nhé. Mọi người là cũng biết được bác chủ giữ gìn ghế da còn nguyên bản theo xe như này, thì mọi người cũng biết được bác chủ đi rất là ít mà cực kỳ là cẩn thận, rất là giữ gìn xe. Trần nỉ đây còn rất là sạch sẽ này, còn nguyên bản theo xe nhé. Táp lô của xe đây mọi người này còn rất là mới mọi người nhé, tương đối là sạch sẽ. Đấy, túi khí an toàn này, màn hình vô lăng 4 chấu này, được tích hợp các phím rảnh tay mọi người này. Mọi người nhìn vô lăng này thì biết này. Đi cực kỳ là ít nhá. Em này em cam kết là máy móc cực kỳ là chất, còn nguyên zin luôn. Côn số rất là ngoặt, điều hòa rất bút luôn. Nội thất em nó thì rất là rộng rãi này, ngồi cực kỳ là rộng rãi nhá. Em khẳng định là với mọi người là cùng đời em này không có đối thủ luôn nhá. Xe còn cực kỳ là đẹp. Xe là chỉ bàn về giá thôi, không bàn về xe nữa. Cột kèo, keo chỉ em cam kết là còn nguyên zin hết. Đấy, keo chỉ đây mọi người nhé. Đấy, em không quay để cho đỡ mất thời gian cho các bác anh chị. Cột kèo, keo chỉ em cam kết là còn nguyên zin hết. Nội thất đây, ghế đằng sau đây còn rất là sạch sẽ mọi người này. Ngồi rất là rộng rãi nhé. Cốp thì để đồ đạc rất là thoải mái. Dòng xe Nhật này thì gần như không có điểm gì phải chê rồi. Rất là đẹp mà độ bền bỉ thì tương đối là cao. Đây, các phím điều chỉnh này còn tương đối là mới mọi người này. Gương kính chỉ nhận cụp xòe. Chân côn đây, chân phanh, chân ga đây mọi người nhé. Một chiếc xe nó còn giữ rất là đẹp luôn. Đây, từ cái khóa cửa mọi người này còn tương đối là mới nhé. Và chiếc này là bên Thế Anh Ô Tô đang chào bán với giá là 275 triệu nhé. Chỉ với 275 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Một chiếc xe còn rất là đẹp nhé. Đây, cột kèo, keo chỉ là zin hết. Táp ly của xe đây còn như mới luôn vậy này. Đấy, khóa cửa đây. Một chiếc xe còn rất là đẹp luôn. Cùng đời không có đối thủ luôn mọi người nhé. Táp ly của xe đây còn cực kỳ là sạch sẽ luôn, chưa có vết bẩn vết ố luôn. Đây, da đây còn rất là bóng bẩy luôn mọi người này. Chỉ với 275 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi nhé. Cô bác anh chị nào mà theo xem video mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 để được em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe tiếp là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên Thế Anh Ô Tô thì có mua bán vận chuyển toàn quốc nhé.
Đấy, cô bác anh chị nào ở xa xem xe mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng cọc cho em 30 triệu em sẽ vận chuyển xe vào trong cho mọi người, và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là cô bác anh chị đã lấy xe đi rồi nhá. Về em sẽ cho cô bác anh chị tham khảo qua máy của xe này. Đây máy của xe đây mọi người nhé. Máy móc em này em cam kết là đại chất luôn, gần như là cùng đời không có đối thủ nha mọi người nhé. Máy móc thì còn mới tinh luôn này, chưa có hiện tượng han gì luôn nhé. Các hộp dầu giảm xóc này còn rất là mới mọi người này. Đấy. Xe đi rất là ít luôn. Còn các chi tiết còn rất là mới mọi người nhé. Máy móc này em cam kết là không có đâm xô ngập nước nhé. Thì mới nỗi đâm xô ngập nước để em cho xe luôn. Đấy, máy móc này còn khô đét đẹp luôn, chưa có hiện tượng rò rỉ dầu mỡ gì nhé. Gần như là chưa có chiếc xe nào cùng đời mà gần như là còn giữ được chất như chiếc xe này. Cô bác anh chị nào thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.